Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại kênh của Tường. Mọi người có thấy hôm nay là cái background nó hơi lạ một tí không? Tại vì hiện tại thì Tường đang ngồi ở nhà của mình. Nhà của mình là nơi mình sinh ra. Thì mình cũng giải thích cho các bạn biết là cái tên thương hiệu mới của mình về cái đồ nghề. Cái đồ nghề ví dụ như tông, đơ, kéo thì mình đã lấy thương hiệu là NT Do Lạc. Thì NT Do Lạc là gì? NT Do Lạc là Nguyễn Tường, là viết tắt. NT là viết tắt của Nguyễn Tường. Mình họ Nguyễn, Nguyễn Tường. Do Lạc, đây là Do Lạc. Đây là Do Lạc, là cái nơi mà mình đã sinh ra và lớn lên ở đây. Thì mình lấy tắt là NT Do Lạc. Tại sao mình lấy NT Do Lạc? Tại vì từ ngày trước mà mình mở quán ở quê đây này, cách đây khoảng độ chục năm trước, thì mình lấy là NT Do Lạc đấy. Thì cái tên NT Do Lạc bây giờ nó là tên, là cái tên Facebook của mình luôn, và thương hiệu của mình, ví dụ như tông đơ kéo của mình, đồ nghề của mình mà mình nghiên cứu cho sản xuất ra để dành cho những các bạn bây giờ, đấy là thương hiệu của mình NT Do Lạc đấy. Mình giải thích những cái NT Do Lạc như thế để cho các bạn hiểu hơn một chút, các bạn không hiểu thắc mắc. Vừa rồi mình vừa chia sẻ cho anh em hiểu rõ hơn về cái tên NT Do Lạc của mình. Ngay bây giờ mình sẽ cắt tóc cho ông nội của mình. Thì mình về quê có chút việc nên là mình cắt tóc cho ông luôn. Hầu như thì lần nào mình về quê thì mình cũng mang đồ nghề về để mình cắt tóc cho ông và cho những người thân của mình. Về quê trời nó rất là nhanh sáng, nhưng mà mình dậy sớm nó không có mệt như ở trên Hà Nội. Mình thì mình đang làm việc ở Hà Nội. Sáng hôm nay thì 6 giờ ông nội mình đã ra gọi mình dậy cắt tóc cho ông rồi. Mặc dù đêm mình ngủ cũng muộn, tối mình ngủ cũng muộn, nhưng mà sáng dậy cảm thấy là cái không khí ở quê nó rất là trong lành. Rất là thích không khí nó trong lành đó các bạn ạ. Yên bình và yên tĩnh, trong lành. Nhà mình thì cũng gần cánh đồng nên là mình cảm thấy là rất là thoáng, trong lành, không khí là nói chung là ở quê là sống thọ hơn đấy. Trên Hà Nội thì tấp nập, rồi bon chen, bụi bẩn, ô nhiễm. Đợt vừa rồi chỗ mình thì còn bị ô nhiễm vì nước. Ở đâu đó người ta thải dầu xuống còn bị ô nhiễm vì nước. Bây giờ thì mình sẽ cắt gọn cao chân phương lên cho ông mình. Cái kiểu này ở quê, thợ người ta ở quê cắt ấy, là người ta lại để ở bên trên này, đấy, cái trên side này người ta không tỉa cho nó hòa nhập vào cái phần bên dưới. Đấy, thành ra nó bị bụng dày lên ở cái đoạn đó. Mình hỏi ông mình tại sao người ta không cắt lên. Ông bảo là ông cũng có nói nhưng mà chả hiểu sao người ta không cắt. Hoặc là mình không biết là không cắt hay là cái gu của người ta thích như vậy. Tại vì cách đây khoảng độ 8 năm trước thì mình còn đang mở cửa hàng ở quê thì hầu như là toàn mình cắt cho ông thôi. Từ khi mình chuyển lên Hà Nội làm thì ông đi cắt ở gần nhà, cũng cắt của cái chú cũng truyền thống ở gần nhà thôi. Nhưng mà cái bên trên người ta để quá dày nên là nó thành ra như kiểu một cái vành ấy. Ông bảo là ông bảo người ta cắt đi nhưng mà người ta không cắt. Hồi mình còn làm ở quê cắt tóc có 7.000 một đầu thôi. 7.000 một đầu là cách đây chục năm trước đấy. 7.000 một đầu là cắt này, cạo này, lấy giấy tai này, 7.000 một đầu. Cắt cạo, lấy giấy tai 7.000 một đầu. Hiện tại quê mình bây giờ đang là 25.000, 25-30.000 rồi. 20, 25, 30 đó, tùy từng cửa hàng. Nhưng mà thường thường là 25.000 rồi.
Mà cái hồi mà mình làm ấy là mọi người nợ nhiều lắm. Đấy, cắt tóc với giấy tai, nhuộm tóc có 20.000, nhuộm đen có 20.000 nhưng mà nợ nhiều lắm. Toàn nợ thôi, mà cắt ở quê toàn cắt cho ông già với trẻ con, thanh niên thì đi làm hết. Đến lúc mà có ngày lễ gì thì về rất là đông, lại không kịp cắt. Mình đi từ chắc không phải được 8 năm rồi. 8 năm rồi. Nhưng mà công nhận là về quê cảm giác yên bình thật. Không gian thoáng thoải mái yên bình. Nhưng mà ở nhà mà đang làm quen, mình đang làm việc quen mà ở nhà chơi khoảng độ một tuần là chán rồi, về công việc 1 2 ngày đấy. Cảm giác là rất là thích. Quê mình thì ở Giao Lạc đấy, như ở đầu video mình vừa chia sẻ đấy, Giao Lạc, Giao Thủy, Nam Định. Lúc nào mà anh em đồng nghiệp của mình có dịp mà về tới quê hương của mình thì cứ alo cho mình. Nếu như mà mình ở nhà thì sẽ tiếp đón anh em. Ở quê mình thì có đê biển, là mình cách đê biển có 1 cây thôi, đi ra đê biển có 1 cây thôi. Mình ở gần vườn quốc gia Xuân Thủy, Cốt Lâm. Cốt Lâm tự thì không biết là anh em đã nghe qua chưa. Ở dưới đó thì cũng có biển nhưng mà biển nó không được sạch lắm thôi, biển thì nó hơi đục đấy, không được sạch. Và dưới đó đồ biển thì cũng sẵn lắm, ví dụ như móng tay, giá, rồi mực, có cả ghẹ ghiếc nữa, đầy đủ. Nói chung là đồ biển thì đó ngon, rẻ lắm mà lại lại sạch nữa, người ta bắt từ dưới biển lên luôn, nên là mình đợi, ví dụ người ta đi đánh bắt về mình đợi người ta mang lên là mình mua luôn. Đấy, như là đồ biển nó rất là ngon, là sạch và đảm bảo. Đấy, nên là anh em nào mà thích ăn đồ biển thì cứ về Quất Lâm. Người ta gọi là Quất Lâm tự đấy. Quá nổi mà Tây nó còn biết mà. Đợt này về thì mình lại quên, mình chỉ cầm mỗi tông đơ về thôi chứ mình lại không cầm kéo. Cái con tông đơ 1987 này thì hiện tại đã được mình lắp lưỡi kép rồi, tất cả những tông mà anh em trong cửa hàng thì mình làm cho anh em, độ cho anh em thì tất cả mình đã đều độ lưỡi kép của Mỹ, cắt rất là sướng. Và pin con này thì phải nói là rất là trâu nhưng mà hiện tại ít lỗi đấy. Những con gì mà càng ra sau thì càng đỡ lỗi hơn đấy, những cái con ra sau thì nó sẽ phích lỗi của con ra trước đấy. Như con này là nó ra sau của con 1997 này, 1997 ra trước, con này ra sau thì nó sẽ fix được cái lỗi của con 1997 thì nó đỡ đỡ lỗi hơn. Còn hàng nào thì cũng có lỗi thôi nhưng mà nó đỡ hơn. Và con này độ lưỡi kép của nó thì phải có kinh nghiệm thì mới độ được, nó không giống như con khác. Tại vì cái cấu hình của cái máy ấy, nó lại thiết kế theo kiểu khác nên là khi anh em mà lắp lưỡi kép vào nó sẽ bị kêu rất là to. Đấy. Nếu như anh em nào đang gặp trường hợp kêu to thì ở đấy anh em phải phải tìm hiểu kỹ để mình chỉnh sửa. Nó rất nhiều cái yếu tố. Tại vì cái tông này nó không giống tông khác, tông 1997 độ nó đã khó rồi, còn tông này độ là lưỡi rất là kêu to. Đấy nên là phải có kinh nghiệm thì mới xử lý được. Thì hiện tại thì cứ anh em nào mà yêu cầu mình độ là mình đều độ cho anh em xong rồi mình mới gửi cho anh em. Hiện tại thì mình cũng công khai với anh em luôn là mình đang có một cái website tuongbaybờ.com. Thì trên đó sẽ có về mẫu tóc cho khách hàng là một, những sản phẩm như gôm sáp tạo kiểu cho khách hàng, và đồ nghề cắt tóc cho anh em đồng nghiệp, và có thể anh em có thể đặt lịch cắt tóc trên website đó, trên màn hình tuongbaybờ.com đây, và anh em có thể đăng ký khóa học ở trên website đó đấy. Hiện tại thì anh em muốn tham khảo cái gì thì anh em có thể vào website. Và tường Tường có một cái nhóm kín tên là Tường Baber Fan. Thì cái nhóm này hiện tại bây giờ đã có hơn 1.000 anh em yêu quý Tường đã tham gia vào nhóm. Thì anh em vào nhóm thì anh em trả lời những cái câu hỏi để anh em vào nhóm thì mình sẽ phê duyệt cho anh em vào. Và trong nhóm thì nhóm để làm gì? Nhóm của Tường chuyên chia sẻ về đồ nghề, phụ kiện về nghề tóc nam, chia sẻ về mẹo về sửa chữa tông đơ và giao lưu những cái kiểu tóc cho anh em và những cái thắc mắc cho anh em ở trong đó.
Ấy thì mình mong là anh em sẽ nghiêm túc. Mình mong là anh em sẽ nghiêm túc ở trong đó. Đấy, còn nếu như anh em nào vi phạm nội quy mà anh em nào mà chia sẻ những cái livestream và đăng những cái bài viết mà không liên quan đến tường và không liên quan đến cái chủ đề ở trong cái nhóm thì mình sẽ xóa, hoặc là anh em nào mà không tôn trọng thì mình sẽ xóa vĩnh viễn khỏi nhóm. Và mình rất mong là anh em vào trong nhóm đấy để cùng được giao lưu và cùng học hỏi lẫn nhau. Link của nhóm thì mình có để ở dưới phần mô tả, anh em có thể vào trong đấy. Mình quên mình lại không mang kéo về nên là bắt buộc mình phải cắt bằng tông đơ. Khi mà mình đã làm quen rồi thì mình nghĩ là anh em cắt như thế nào cũng được. Còn dụng cụ nó sẽ đầy đủ để phục vụ cho chúng ta, phục vụ cho chúng ta trong cái quá trình làm nghề. Đấy. Khi mà mình đã hiểu được về những cái công dụng, tính năng của đồ nghề rồi thì chúng ta xử lý kiểu gì cũng được. Đấy. Con người là sản xuất ra dụng cụ mà, sản xuất ra đồ nghề mà, nên chúng ta sẽ làm chủ được nó chứ không phải là đồ nghề làm chủ chúng ta. Đấy. Mà nói về đồ nghề thì mình cũng nói thêm, đồ nghề rất là quan trọng. Một số anh em đang chưa làm được, ví dụ như anh ơi em phết không phá ngấn này và ngấn kia được, thì cái điều đấy là anh em chưa hiểu về đồ nghề của mình. Đấy, mỗi người có một cái dụng cụ và một cái đồ nghề khác nhau, một chiếc tông đơ khác nhau. Và nếu mà để làm sao phết cho nó hiệu quả nhất, cho nó hiệu ứng nhất thì chúng ta phải hiểu về cái đồ nghề của chúng ta. Đấy, ví dụ như tôi có một bộ của tôi thì anh em sẽ phải làm theo một cái bộ của tôi, theo công thức của tôi. Đấy thì nó sẽ đúng, đúng công thức thì nó sẽ ra được một cái tác phẩm đẹp. Một số anh em có cái đồ nghề của anh em thì anh em phải hiểu rõ cái đồ nghề của mình rồi anh em phải sử dụng nó cho nó hiệu quả. Đấy, cái đồ nghề một số anh em chưa làm được là do cái đồ nghề ấy, anh em chưa hiểu về nó thôi. Anh em hiểu rồi thì nó rất là dễ. Thì thường thường khi mà học viên đến học nhà mình thì luôn luôn mình phải chia sẻ, điều đầu tiên là mình phải chia sẻ cho học viên nhà mình về cái đồ nghề trước, hiểu về đồ nghề trước. Đấy. Và đồ nghề của mình thì mình rất là giữ gìn và trân trọng nó. Đấy. Và cái khóa học của mình hầu như vừa rồi mình vừa mới đăng clip gần đây nhất đấy, cái khóa học về mình chi tiết nhất rồi. Anh em muốn tham khảo về khóa học thì anh em xem ở trên đó. Hay hoặc anh em theo dõi trên Facebook, YouTube thì mình sẽ thông báo. Và năm sau mình rất là ao ước và mong muốn được gặp tất cả những người yêu quý Tường từ Bắc Trung Nam. Đấy, tất cả mọi miền ở Việt Nam này thì mình muốn được gặp tất cả anh em để mình chia sẻ cho anh em tất cả những thắc mắc và mình giải đáp cho anh em, và mình muốn truyền cho anh em những cái động lực để anh em làm nghề. Mình sang năm 2020 thì mình sẽ tổ chức để cho chúng ta gặp mặt nhau. Tại vì có rất là nhiều anh, nhiều chú, nhiều bác kêu là xa quá, không biết bao giờ mới được gặp nhau, rồi mong muốn là sẽ được gặp nhau. Và rất nhiều anh em hỏi mình những cái câu hỏi mà mình không thể nào mà nói qua điện thoại hoặc là nhắn tin nó diễn tả được hết. Đấy, ngôn ngữ đôi khi nó cũng không thể diễn tả được hết bằng cái ngôn ngữ. Thì mình mong muốn là sang năm nếu mà gặp được nhau thì mình sẽ chia sẻ một ngày mình vừa chia sẻ kinh nghiệm lý thuyết cho anh em, và mình sẽ thực hành cho anh em về khắc họa, về cách phết, về đồ nghề, về form tóc, về nhận biết, rồi điểm chuẩn, rồi tất cả về nghề, những cái gì mà đã đi qua, những cái mẹo, những cái kinh nghiệm đấy. Và cái điều quan trọng nhất là mình muốn gặp tất cả mọi người đấy, để mà gắn kết lại cái tình cảm mà anh em dành cho mình. Và anh em mình đã hoàn thiện xong cái kiểu tóc cho ông mình rồi. Ông mình lại thích để cái mái dài một chút để vuốt cho nó ôm vào đấy, kiểu ăn được cắt đấy, đấy. Và mình rất mong muốn anh em đăng ký kênh để ủng hộ mình, và mình rất mong là kênh của mình đạt được cái lượt đăng ký mỗi ngày, tại vì cái đó là cái tình cảm mà mọi người dành cho mình. Mình xin chào và hẹn gặp anh em ở những cái sản phẩm tiếp theo. Các bạn đừng quên đăng ký kênh và bấm nút thông báo có cái hình quả chuông. Lần sau khi mình đăng video mới lên, các bạn sẽ là người nhận được video sớm nhất. Và các bạn đừng quên chia sẻ nó nếu như nó thực sự giúp ích được cho các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những cái clip tiếp theo.